xóa bỏ hạn chế của in 3D công nghệ bồi đắp đa trục. Bài viết này thảo luận về in 3D nhiều trục, một kỹ thuật sản xuất bồi đắp AM tiên tiến mang lại những lợi thế đáng kể so với các phương pháp in 3D truyền thống. Trước tiên, chúng ta nên hiểu về những lợi ích chính của in 3D đa trục. Khắc phục hạn chế về trọng lực, cho phép in các hình học phức tạp mà không lo bị võng, biến dạng do trọng lực. Cải thiện hiệu suất mẫu in, cho phép in các bộ phận có đặc tính ứng suất mạnh hơn bằng cách kết hợp các đường in vật liệu theo đa hướng. Mở rộng kích thước in lớn hơn, cho phép in các vật thể lớn hơn nhiều so với máy in 3D truyền thống. Vậy phương pháp in đa trục sẽ như thế nào? Bằng cách di chuyển đầu in hoặc bản thân vật thể in theo nhiều hướng, in đa trục giúp loại bỏ phương thức in theo từng lớp truyền thống, trục Z. Điều này cho phép tạo ra các cấu trúc bên trong phức tạp và vật liệu in được phun ra liên tục, không ngắt quãng, giúp các mẫu in 3D bền hơn. Cánh tay robot được sử dụng trong in đa trục để sản xuất ra các vật thể to lớn, vượt ra ngoài không gian giới hạn của máy in truyền thống. Bên cạnh đó, chúng ta vẫn còn tồn tại những thách thức như độ phức tạp của phần mềm. In nhiều trục yêu cầu phần mềm phức tạp để xác định đường chạy giao chính xác và tính đến các yếu tố như thời gian làm mát và khả năng va chạm giữa đầu in và vật in, bàn in. Độ chính xác của phần cứng, in đa trục quy mô lớn đòi hỏi hệ thống điều khiển chuẩn công nghiệp để đảm bảo chuyển động và phun vật liệu chính xác. Ví dụ thực tế, việc sửa chữa tuabin gió là một ví dụ điển hình, trong đó việc in nhiều trục mang lại lợi ích to lớn. Các bánh răng bị mòn trong tuabin gió có thể được phục hồi bằng công nghệ này, tiết kiệm thời gian và vật liệu so với các phương pháp truyền thống. In đa trục đang cách mạng hóa AM bằng cách cho phép tạo ra các bộ phận phức tạp, lớn và hiệu suất cao. Khi phần mềm và phần cứng tiếp tục phát triển, công nghệ này sẵn sàng đóng một vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp khác nhau, hàng không vũ trụ, hàng hải, năng lượng. Theo dõi tâm hồ 3D để cập nhật thêm thông tin nhé!